Matthew đoạn 26. Khi Đức Giêsu dạy dỗ xong tất cả những điều đó, Ngài bảo các môn đệ: Các con biết, còn 2 ngày nữa đến lễ Vượt Qua, Con Người sẽ bị nộp để người ta đóng đinh trên thập tự giá. Lúc ấy các thượng tế và trưởng lão trong dân chúng họp tại dinh trưởng tế Cai-pha, bàn mưu gài bắt Đức Giêsu để giết đi. Nhưng họ nói không nên làm trong ngày lễ, e rằng dân chúng náo loạn. Đức Giêsu đang ở làng Bethany tại nhà Simon, người trước kia bị phun. Khi Ngài đang ngồi ăn, có một phụ nữ mang một bình ngọc đựng dầu thơm đắt giá đến và đổ lên tóc Ngài. Thế vậy các môn đệ nổi giận nói: Tại sao lại phí của như vậy? Vì dầu này có thể bán được nhiều tiền để giúp người nghèo khó. Đức Giêsu biết điều này nên bảo các môn đệ: Tại sao các con làm phiền bà này? Bà đã làm một việc tốt đẹp cho ta, vì các con vẫn có người nghèo quanh mình luôn, nhưng còn ta, các con sẽ không có luôn đâu. Bà này đã tẩm dầu thơm trên mình ta là để liệm xác ta. Thật ta bảo các con, bất cứ nơi nào phúc âm này được truyền giảng trên thế giới, việc bà đã làm sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Sau đó, một trong 12 môn đệ tên là Judas Iscariot đến cùng các thượng tế và nói: Các ông bằng lòng trả tôi bao nhiêu để tôi nộp người cho các ông? Họ trả cho hắn 30 miếng bạc. Từ lúc ấy, Judas tìm dịp để nộp Đức Giêsu. Vào ngày thứ nhất của lễ bánh không men, các môn đệ đến hỏi Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? Ngài đáp: Hãy đi gặp một người kia trong thành phố và bảo: Thầy nói, giờ ta đã gần, ta và các môn đệ sẽ ăn lễ Vượt Qua tại nhà ông. Các môn đệ làm y như lời Đức Giêsu đã dặn bảo và lo dọn bữa ăn lễ Vượt Qua. Tối đến, Đức Giêsu và 12 môn đệ ngồi vào bàn ăn. Đang khi ăn, Ngài bảo: Thật ta bảo các con, một người trong vòng các con sẽ phản ta. Các môn đệ rất buồn phiền và mỗi người đều lần lượt hỏi Ngài: Thưa Chúa, chắc không phải con chứ? Ngài đáp: Người đưa tay chấm bánh cùng đĩa với ta sẽ là người phản ta. Con người ra đi như lời Kinh Thánh đã chép về Ngài, nhưng khốn nạn cho kẻ phản bội con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa kẻ phản Ngài cũng hỏi: Thưa Thầy, không phải con chứ? Ngài đáp: Chính con đã nói ra rồi đó. Đang khi ăn, Đức Giêsu cầm bánh tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và phán: Hãy nhận lấy và ăn, đây là thân thể ta. Rồi Ngài cầm chén tạ ơn, trao cho các môn đệ và phán: Hết thảy các con hãy uống đi, vì đây là huyết ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta nói cùng các con, từ nay ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày đó khi ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong vương quốc của cha ta. Sau khi hát thánh ca, Đức Giêsu và các môn đệ đi lên núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giêsu bảo các môn đệ: Đêm nay tất cả các con đều sẽ vấp ngã vì ta, như lời Kinh Thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chăn thì bầy chiên sẽ bị tan lạc. Nhưng sau khi sống lại, ta sẽ đi đến miền Galilê trước các con. Phêrô thưa: Dù tất cả sẽ vấp ngã vì Thầy, con sẽ không bao giờ vấp ngã. Đức Giêsu đáp: Thật Thầy bảo con, chính đêm nay trước khi gà gáy con sẽ chối Thầy 3 lần. Phêrô thưa: Dù con phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy. Các môn đệ đều nói như vậy. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến một chỗ gọi là Gethsemane. Ngài bảo họ: Các con hãy ngồi đây đợi Thầy đến đằng kia cầu nguyện. Ngài dẫn theo Phêrô và 2 con trai của Cê-bê-đê. Ngài tỏ ra buồn rầu và sầu não. Rồi Ngài bảo họ: Linh hồn Thầy đau buồn cho đến chết. Hãy ở đây và thức tỉnh với Thầy. Đi thêm vài bước, Ngài quỳ gối sấp mặt cầu nguyện: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.
Ngài trở lại với ba môn đệ và thấy họ đang ngủ. Ngài nói cùng Phê-rơ: "Vậy các con không thể thức nổi với thầy một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào trước cám dỗ. Tâm linh thì mong muốn nhưng thể xác lại yếu đuối." Đức Giê-xu lại đi cầu nguyện lần thứ hai: "Lạy Cha, nếu chén này không thể tránh được và con phải uống thì xin ý Cha được nên." Ngài trở lại lần nữa và thấy các môn đệ vẫn ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Ngài để họ đó và lại đi cầu nguyện lần thứ ba: "Này xin như trước." Sau đó Ngài trở lại với các môn đệ và bảo: "Bây giờ các con vẫn ngủ và nghỉ sao? Này đã đến giờ con người bị phản nộp vào tay những kẻ tội ác. Hãy thức dậy, chúng ta đi, kìa kẻ phản thầy đã đến." Khi Ngài còn đang nói, kìa Giu-đa, một trong 12 sứ đồ cùng với đám đông, mang gươm giáo gậy gộc do các thượng tế và trưởng lão trong dân sai đến. Kẻ phản bội đã cho chúng một dấu hiệu: hễ tôi hôn ai thì chính là người đó, hãy bắt lấy. Và Giu-đa liền đến trước mặt Đức Giê-xu nói: "Chào thầy", và hôn Ngài. Đức Giê-xu nói: "Bạn ơi, hãy làm điều bạn định làm." Bấy giờ chúng tiến đến và ra tay bắt giữ Ngài. Này, một trong những người theo Đức Giê-xu đưa tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của vị trưởng tế và chém đứt một tay nó. Bấy giờ Đức Giê-xu bảo người đó: "Hãy tra gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Các con tưởng rằng ta không thể xin Cha ta và Ngài sẽ cấp ngay cho ta hơn 12 đạo thiên binh sao? Nếu vậy, làm sao lời Kinh Thánh chép rằng việc này phải xảy ra như thế để được ứng nghiệm?" Lúc ấy Đức Giê-xu bảo đám đông: "Các người đem gươm giáo gậy gộc đến bắt ta như bắt kẻ cướp sao? Hằng ngày ta ngồi dạy dỗ trong đền thờ mà các người không bắt ta. Nhưng tất cả những việc này đã xảy ra để Kinh Thánh của các tiên tri được ứng nghiệm." Bấy giờ tất cả các môn đệ đều bỏ Ngài chạy trốn. Những kẻ đã bắt Đức Giê-xu giải Ngài đến trưởng tế Cai-pha, nơi các chuyên gia kinh luật và trưởng lão tụ họp. Phê-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân nhà vị trưởng tế. Ông vào trong sân và ngồi chung với đám cảnh vệ để xem kết cuộc ra sao. Các thượng tế và cả hội đồng tìm chứng dối vu cáo Đức Giê-xu để xử tử Ngài, nhưng họ không tìm được. Mặc dù có nhiều người đứng ra làm chứng dối, sau cùng có hai người đến nói rằng: "Người này nói ta có thể phá đền thờ Đức Chúa Trời rồi xây lại trong 3 ngày. Vị trưởng tế đứng dậy bảo Ngài: "Anh không đáp lại những lời tố cáo của những người này sao?" Nhưng Đức Giê-xu vẫn im lặng. Vị trưởng tế tiếp: "Nhân danh Đức Chúa Trời hằng sống, ta truyền lệnh cho anh phải khai rõ, anh có phải là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời không?" Đức Giê-xu trả lời: "Như ông đã nói đó. Hơn thế nữa, ta nói với các ông, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên phải Đấng toàn năng và đến trên mây trời." Bấy giờ vị trưởng tế xé áo mình mà nói: "Nó đã phạm thượng, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe lời phạm thượng đó. Quý vị nghĩ sao?" Họ trả lời: "Hắn đáng tội chết." Chúng nhổ vào mặt Ngài, đánh Ngài, cũng có kẻ vả Ngài. Chúng nói: "Hỡi Chúa cứu thế, hãy nói tiên tri xem ai đã đánh ông." Bấy giờ Phê-rơ ngồi ngoài sân, một tớ gái đến nói: "Ông cũng là người theo Giê-xu người Ga-li-lê." Nhưng Phê-rơ chối trước mặt mọi người: "Tôi không hiểu chị nói gì." Khi ra đến cổng, một tớ gái khác thấy Phê-rơ, cô nói với mấy người ở đó: "Người này cũng theo Giê-xu người Na-sa-rét." Ông lại thề mà chối: "Tôi không biết người đó." Một lúc sau, mấy người đứng đó tới nói với Phê-rơ: "Đúng rồi, anh cũng là một người trong bọn chúng, vì giọng nói của anh tố cáo anh." Phê-rơ liền rủa và thề: "Tôi không biết người ấy đâu." Tức thì gà gáy. Phê-rơ nhớ lại lời Đức Giê-xu đã nói: "Trước khi gà gáy, con sẽ chối ta 3 lần." Ông đi ra ngoài khóc lóc đắng cay.